Ngày 9, Đức Maria, mẹ đồng trinh mọi ơn. Đức mẹ Loreto. Đức Maria là mẹ nữ vương, tinh tuyền và thanh khiết, đáng yêu và vẹn sạch, đáng phục và khôn ngoan, đáng kính và thần thế. Trên hết, mẹ là mẹ thông ơn Thiên Chúa. Đức Pio thứ 9 đã nói: Thiên Chúa đã ban tràn cho mẹ kho tàng của Người vượt trên mọi thần thánh, đến độ chúng ta hầu như không thể tưởng tượng được mức độ các hồng ân Thiên Chúa đã ban cho mẹ. Nhờ ơn thánh, chúng ta được làm con cái Thiên Chúa. Nhờ ơn thánh, chúng ta tìm được sự sống đời đời. Mẹ Maria rất thánh, ân cần chia sẻ cho chúng ta những phương pháp thánh thiện của mẹ để đắc thủ những ơn được hứa ban cho mọi linh hồn. Lạy mẹ Maria, nữ vương các thánh, xin giúp chúng con tìm được một chỗ giữa hàng các thánh. John Julius Fischer.